chào các bạn nha. Hôm nay mình có dịp một cái đơn hàng đồ nghề các bạn. Thì mình thì đang xài đồ nghề của KTC nha các bạn. Thì mình cũng khi mà về đồ nghề mình cũng giới thiệu với các bạn, thì các bạn nên này, cái địa chỉ bán hàng nè các bạn. Công ty An Khánh, Cầu Giấy, Hà Nội nha các bạn. Thì mình mua thì mình thấy từ cái địa chỉ đó gì, cái anh này là anh Lê Bình bán nè. Thì mình quay đây. Mình đặt của ảnh. Thì tất cả dụng cụ KTC thì mình lấy mình đặt từ Hà Nội các bạn. Thì một cái bộ dụng cụ KTC các bạn xài chừng 10, 15 năm là bình thường các bạn. Thì rất là tốt. Mình cũng giới thiệu với các bạn, nếu các bạn làm nghề thì các bạn mua. Thứ nhất là mình không có hư ốc, mình tôn trọng khách hàng mình. Mình làm không có hư ốc khách hàng của mình các bạn. Khi mà mình mua đây là 3 triệu mấy các bạn. 3 triệu 200 nè, thì được những cái gì các bạn? Cây dít các bạn, cây dít ba ke nè của KTC nè các bạn. Là cây dít này là giá 160.000 nha các bạn. Dít ba ke nè. Rất là sắc sảo mà. Cây dít này có là bạn xài 1 năm không có hư nha các bạn. Thì 160.000 là cây dít ba ke. Và cây dít chỉnh ranty là 88.000 nha các bạn. KTC luôn nha các bạn. Cây dít chỉnh ranty là 88.000. Mua 2 cây mua giùm bạn mình 1 cây nữa. Là 2 cây. Còn cái bộ khóa miệng các bạn, đây kia làm bộ khóa miệng. Thì bộ khóa miệng từ 8 cho tới 19 nha các bạn. 8 nè. 8, 10. 12. 8, 12 và 8, 10, 12. 8, 10. Mình thiếu 12 các bạn. Đây 12 nè các bạn. Thì cái bộ này là 1 triệu 3 nha các bạn. Có nhiêu đó là 1 triệu 3 đó. Đây nè. Đây là 1 triệu 3. Còn cái này là 1 triệu 6, 1 triệu 7 gì nữa các bạn. Này, bộ này từ 8 cho tới 24 luôn các bạn. Đây. Rất sắc sảo nha các bạn. Thì bao nhiêu đây thôi là 3 triệu mấy. Nhưng mà đổi lại các bạn xài, các bạn mình nói thì các bạn xài có thể kéo dài cho tới 10 năm là không hư nha các bạn. Còn cái dít thì hư lẹ nha các bạn. Dù tốt cỡ nào nhưng mà dít mình xài nhiều hư lẹ. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Không phải các bạn, không phải là các bạn mắc đâu, mình thấy nó cũng tương đương với kinh Tony đồ các bạn, nó không mắc hơn kinh Tony nha các bạn, nhưng mà nó đánh đổi lại rất là đẹp nha các bạn. Đây, các bạn mình cho các bạn xem một cái cây thôi, đường chỉ sắc nét. Thì cái giá nó, thí dụ các bạn nào muốn mình đặt hỗ trợ thì mình cũng đặt nha các bạn, thì bill thì thanh toán theo bill nha các bạn. Các bạn cứ an tâm, thì KTC nè, có thể đặt từ Hà Nội về. Rất là chắc các bạn. Cái vít á, cái vít chỉnh ranty mình thích nhất là cái vít chỉnh ranty các bạn. Này. Rất là đẹp các bạn. 88.000 các bạn, mình mua mấy cây bình thường mà tốt tốt cũng 5-60 rồi. Này 88.000. Còn thí dụ như các bạn mua kinh Tony thì mấy cây này cũng gần cả 100.000 nha các bạn. Thì này là 160.000 nè. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.